Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài xác minh đơn thư công dân Trần Văn Thục, Trịnh Thế Thanh, Nguyễn Văn Trúc và Trịnh Văn Sử, trú tại thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Cuối chuyên mục là thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư truyền hình đã nhận được đơn tố cáo của các công dân Trần Văn Thục, Trịnh Thế Thanh, Nguyễn Văn Trúc và Trịnh Văn Sử, cùng trú tại thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Trong đơn thư gửi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, các công dân này đã tố cáo ông Phạm Văn Học, nguyên xã đội trưởng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã sử dụng và chuyển nhượng trái phép đất công điền do Ủy ban nhân dân xã quản lý cho một số hộ gia đình. Ngoài ra, gia đình ông Học còn sử dụng sai mục đích diện tích đất khoán thầu của địa phương, đồng thời xây dựng lều lán vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trong một thời gian dài. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã cử nhóm phóng viên về địa phương để xác minh các nội dung theo đơn tố cáo. Trong đơn, cả bốn công dân đều cho rằng vào năm 2001, thực hiện công tác dồn thừa đổi ruộng, giai đoạn đó ông Học đang là bí thư chi bộ thôn 14, đã cùng với trưởng thôn 14 mập mờ trong việc dồn ruộng. Vì vậy cho đến nay, gia đình ông Học còn thừa nhiều diện tích canh tác, thậm chí dù không được chia ruộng tại xứ đồng Suối Hạ, nhưng gia đình ông Học vẫn có 720 m², tương đương với 2 sào ruộng. Năm 2001 là dồn thừa đổi ruộng, thôn là người trực tiếp làm cái sơ đồ này, trình những xã. Thế mà trong khi đó thì của ông Học thì trong mục quê là có 4 mảnh. Một là bãi bồi là 220 m, mảnh thứ hai của bãi bồi là 205, mảnh thứ ba là gốc cao là 243, mảnh thứ tư là cánh giữa phía nam 2114. Mới đây là cánh Suối Hạ, nhưng mà trong đây ông ấy chỉ có cánh bãi bồi này, cao vào cánh giữa thế nào, chứ làm gì có cánh Suối Hạ. Thế bây giờ là cánh Suối Hạ của ông là đất công viện. Thế ông có sổ đỏ thì chúng tôi mới thắc mắc. Thế bây giờ dự án vào thì bây giờ 228 triệu một sảo. Thế mà vô dung vào hai sào làm gần nửa tỷ mà không mất cái gì, mà ruộng thì lại là ruộng của nhà nước đấy, cho nên nó có cái khúc mắc cái chỗ ấy, thì chúng tôi mới làm đơn là kiến nghị ủy ban xã giải quyết. Cái diện tích chúng ta đừng nhìn vào cái sổ của ông Học đủ 2832, đừng nhìn vào cái đó, mà hãy nhìn vào cái sổ sơ đồ, nhìn vào sổ mục kê. Cái sổ này sổ bắt đầu, cái này coi như giấy khai sinh đấy. Có cái này nhá thì bắt đầu ông mới có coi như là cái sổ đỏ. Có sổ đỏ thì vào được cái này. Bao nhiêu người cấy cái ruộng ấy là cái ruộng đất ở đất công điền, chứ không biết đến 4 người sau mới đến ông cấy, mà ông lại chuyển sang đất sổ đỏ. Là có vô lý, đấy là tôi hỏi ông cái cách vô lý không? Phải ông dựa thời cơ, cơ hội, ông có chức quyền, chức danh thì ông mới chuyển sang, biến tấu sang cái sổ đỏ ấy. Năm 2004 là Ủy ban nhân dân huyện ký một loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tôi được cấp cùng một lúc, tức là cùng một ngày với tất cả những người của huyện, chứ không phải là các anh ấy bảo là tôi trước là công điền, bây giờ chạy trọt người khác để xin làm công điền, đúng không? Đấy, thế cho nên là tôi hoàn toàn hiện nay tôi nói này để các anh biết là chúng là gia đình thôi, hiện nay sử dụng đất nông nghiệp không thừa một mét vuông nào, không nhầm lẫn một sào nào, tức là không lấy thêm mà cũng không thiếu. Tại buổi làm việc, nhóm phóng viên hộp thư truyền hình đã được Ủy ban nhân dân xã và phía nguyên đơn cung cấp nhiều tài liệu liên quan, trong đó có sổ mục kê đất nông nghiệp và sơ đồ diện tích canh tác của thôn 14 được lập năm 2001. Theo đó, năm 2001, hộ ông Phạm Văn Học được chia ruộng với 4 định suất. Tại sổ mục kê đất nông nghiệp thì ông Học được chia tại 4 xứ đồng, gồm 2 định suất có diện tích 425 m² ở xứ đồng Bãi Bồi, 1 định suất có diện tích 293 m² ở xứ đồng Gốc Cao và 1 định suất có diện tích 2114 m² ở xứ đồng Cánh Giữa phía Nam. Tổng diện tích gia đình ông Học được nhận là 2832 m². Tuy nhiên, trong sở mục kê, ở phần ghi chú thì diện tích canh tác tại xứ đồng Cánh Giữa phía của hộ ông Học lại được tách ra làm 2 thửa, một thửa có diện tích là 720 m², thửa còn lại là 1394 m².
ngày 29 tháng 9 năm 2004, gia đình ông Học được Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm tại 5 thửa đất. Trong sơ đồ diện tích canh tác chia ruộng năm 2001 do ông Thục cung cấp, cũng theo ông Thục thì phần diện tích canh tác 720m² của hộ ông Học lại được nhảy cấp sang xứ đồng Suối Hạ, chứ không phải là xứ đồng cánh giữa phía Nam. Bây giờ nhá, ông ấy rút cái diện tích, ông lấy cái diện tích thật của ông trừ cái ở cái chỗ phía Nam đi, nó dư ra. Ông mới chuyển nó ra ngoài đề, nhưng thực ra ông vẫn sử dụng. Xong ông biến tống nó sang bên này nhá, để ông vào cái sổ đỏ của ông, có trong sổ mục kê. Tôi hỏi ông nhá, ông đẻ uống nước con tại sao lại rất cái gì là làm. Tôi khẳng định đây sổ đỏ bằng năm ảnh. Chứ tôi không phải là không, tôi biết là năm ảnh, nhưng tại sao trong mục kê tôi không có. Cái này nhá, năm ảnh thì bây giờ cái sổ mục kê, giờ tìm cái sổ mục kê giờ mà thể hiện cái năm cái mảnh này không phải cũng như nhà gia đình nhà tôi. Gia đình nhà tôi có 3 mảnh nhưng trên sổ nó chỉ thể hiện là nó có ô số thửa nhưng không có diện tích, nó lại vào diện tích của một đô. Nó cái kiểu dồn ảo. Ngày 17 tháng 2 năm 2020, ông Học đã chuyển nhượng diện tích 720m² thừa đất số 60/7 tại tờ bản đồ số 10 cho ông Vũ Văn Thắng. Hợp đồng đã được Văn phòng Công chứng huyện Văn Giang công chứng và đăng ký biến động. Trong đơn tố cáo, công dân còn phản ánh vào đầu năm 2023, gia đình ông Phạm Văn Học còn san lấp và xây dựng nhà tạm trên diện tích đất thuê thầu với Ủy ban Nhân dân xã. Diện tích vi phạm của gia đình ông Học là khoảng 360m². Từ đã làm đến bây giờ, khi mà tôi đào ao xong rồi là làm trại xây dựng chăn lợn đấy, là đến bây giờ cuối năm kia thì tôi không làm nữa, thì tôi có nhượng lại cho thằng cháu nó làm, thì nó làm thì nó thay đổi mục đích đấy, nó mới lấp. Ủy ban Nhân dân xã xác nhận phản ánh của công dân là hoàn toàn chính xác. Do buông lỏng quản lý đất đai nên đã xảy ra tình trạng ông Học vi phạm. Ngay sau khi phát hiện, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã lập biên bản việc san lấp và xây dựng nhà tạm của gia đình ông Học. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại thực địa thì việc xử lý vi phạm của Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ là chậm trễ và không quyết liệt. Khi mà có dự án Vim về thì có một số cá nhân là nhờ lại của bác ấy và cơi nới ra cái phần ao làm một cây sạp thì nó to hoành tráng 200-300m², cái sạp nó cũng lớn. Khi mà phát hiện đầu tiên đã xuống từng làm biên bản làm việc với yêu cầu dừng. Sau rồi lại một thời gian đầu tiên là chỉ có mấy xe thôi khi phát hiện đấy. Sau làm một đêm cũng tôi giao cho luôn ô đồng chí bí thư chủ bộ trưởng thôn là ngay liền đấy. Vâng, xong sau liền sáng sớm liền chui, đêm qua xong hết rồi. Nếu nói là theo cái vi phạm 93 thì đương nhiên là có vi phạm. Thôi phải thanh lý cái hợp đồng với bác Học thôi. Vì bác Học là cũng sử dụng là sai mục đích rồi. Trải qua thời gian dài gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ cùng các cơ quan chức năng của huyện Văn Giang và của tỉnh, nhưng đến thời điểm này chỉ duy nhất Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ có những buổi làm việc xác minh theo đơn tố cáo của các công dân. Tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn chưa được ngã ngũ, mọi phản ánh của công dân chưa được Ủy ban Nhân dân xã trả lời thỏa đáng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang sớm chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ tích cực vào cuộc xác minh kiểm tra các tài liệu có liên quan để làm rõ sự việc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân cũng như sớm ổn định tình hình tại địa phương. Đối với phần diện tích mà hộ ông Học đang thuê thầu của địa phương nhưng vi phạm hợp đồng cũng như vi phạm kế hoạch 93A, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ cũng cần sớm xử lý vi phạm, rút kinh nghiệm cho công tác quản lý đất đai tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ban biên tập hộp thư truyền hình, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau đây. Đơn thư công dân Nguyễn Đăng Bư, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Hạnh, xã Song Mai, huyện Kim Động. Đơn thư công dân Trần Thị Bốn, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Bùi Văn Báo, Phạm Hoài Bắc, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Đơn thư công dân Lưu Văn Thuật, Nguyễn Bá Bình, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ.
Khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.